39 người chết trong container tại Anh là ai và họ sẽ được đưa về nước như thế nào? Đây là câu hỏi mà hầu như tất cả những ai biết về vụ việc đều rất quan tâm. Việc 39 người tìm thấy chết trong một chiếc container đông lạnh tại Anh vào ngày 23 tháng 10 vừa qua đã làm cho cả thế giới không khỏi bàng hoàng và đau xót. Từ khi vụ việc xảy ra thì quá trình điều tra vụ án gặp nhiều khó khăn, công tác nhận dạng các nạn nhân càng khó khăn hơn. Cho đến rạng sáng ngày 2 tháng 11 giờ Việt Nam, cảnh sát Essex đã thông báo họ tin rằng 39 thi thể trên container đều là người Việt Nam. Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh nói việc xác định danh tính các nạn nhân cần được tiến hành. Bên cạnh đó, Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh sẽ hợp tác chặt chẽ với cơ quan hữu quan của Việt Nam và Vương quốc Anh để hỗ trợ các gia đình nạn nhân, người Việt Nam nếu có, để đưa thi thể của các nạn nhân về Việt Nam là thông tin được nhiều người quan tâm nhất. Đặc biệt là những người Việt Nam đang nghi ngờ rằng người thân mình là một trong số 39 người xấu số kia. Bởi vì chi phí đưa thi thể từ Anh về Việt Nam rất cao và phải đi qua rất nhiều bước, nhiều thủ tục rườm rà. Theo Dignity, một trong những nhà cung cấp dịch vụ tang lễ đáng tin nhất của Anh, khi hồi hương một thi thể từ Anh, điều quan trọng là cần kiểm tra những yêu cầu cụ thể của quốc gia liên quan và một số bước có thể khác nhau tùy địa điểm. Sau đây là các bước tham khảo trong quá trình đưa một thi thể từ Anh về lại Việt Nam. Bước đầu tiên đó là thông báo cho các nhà chức trách liên quan về cái chết. Người nhà có người thân chết tại Anh thì cần liên lạc với chức trách Anh và đại sứ quán liên quan để thông báo rằng một người thân đã chết tại Anh, đồng thời cũng cần thông báo cơ quan lãnh sự của quốc gia Việt Nam về vấn đề này. Các cơ quan này có thể sẽ xác nhận những tài liệu cần để hồi hương cho các thi thể từ Anh. Bước này quan trọng vì các tài liệu cần thiết có thể khác tùy vào mỗi quốc gia. Bước thứ hai là thông báo cho nhân viên pháp y về việc muốn đưa thi thể người thân từ Anh về lại Việt Nam. Bước này được thực hiện thông qua một số mẫu đơn thông báo gửi tới nhân viên pháp y liên quan để chuyển thi thể khỏi nước Anh. Sau khi nhân viên pháp y nhận được thông báo, thời gian để xác nhận chính thức là 4 ngày. Nếu nhân viên pháp y tuyên bố rằng họ bằng lòng và không yêu cầu gì thêm, thì các cuộc điều tra liên quan tới cái chết, thi thể có thể được chuyển đi bất kỳ lúc nào sau khi gia đình nhận được xác nhận. Trong trường hợp khẩn cấp, khi gia đình không muốn đợi tới 4 ngày, họ có thể xúc tiến sớm hơn nếu nhân viên pháp y đồng ý. Mẫu thông báo gửi tới nhân viên pháp y phải đính kèm một bản sao chứng tử của hộ tịch viên. Nhân viên pháp y tại Anh sẽ xác nhận nhận được thông báo chính thức từ phía gia đình nạn nhân bằng cách cấp mẫu đơn 103. Đây là mẫu xác nhận từ nhân viên pháp y. Bước thứ ba là nhân viên pháp y sẽ cấp giấy ra khỏi Anh. Để hồi hương thi thể từ Anh về lại Việt Nam thì cần phải có được giấy ra khỏi Anh từ nhân viên pháp y địa phương. Và bước thứ tư là xác định cần khám nghiệm tử thi hay không. Để chuyển thi thể tới quốc gia khác thì việc khám nghiệm tử thi là một chuyện rất cần thiết. Và hiện tại 39 thi thể tại Anh đều đang được khám nghiệm để điều tra ra nguyên nhân cái chết cũng như nhận dạng danh tính. Bước năm là chuẩn bị các tài liệu liên quan. Để đảm bảo có mọi tài liệu cần thiết, cần liên hệ cơ quan lãnh sự của Việt Nam để biết rõ. Các tài liệu có thể bao gồm: thứ nhất là xác nhận từ nhân viên pháp y mẫu 103 và bản sao chứng tử từ hộ tịch viên tại Anh. Thứ hai là giấy chứng nhận miễn lây nhiễm cho thấy nguyên nhân cái chết cùng một tuyên bố từ bác sĩ khẳng định rằng liên quan các quy định vệ sinh không có gì phải ngăn đưa thi thể ra ngoài nước. Thứ ba là giấy nhận ướp bảo quản thi hài. Mặc dù điều này không phải luôn luôn được yêu cầu, hầu hết các nước đòi hỏi giấy này như một thủ tục chuẩn. Và cuối cùng là hộ chiếu của người chết. Riêng trường hợp 39 nạn nhân chết tại Anh đều là những người nhập cư bất hợp pháp, nên việc trình báo hộ chiếu là điều không thể, vì trước khi bắt đầu hành trình họ đã đốt hết những giấy tờ liên quan. Vì vậy, về việc yêu cầu này có thể cơ quan chức năng sẽ cho qua, vì dù sao cũng đã xác định được danh tính nạn nhân mới cho chuyển về nước. Và bước 6 là chuẩn bị hồi hương thi thể từ Anh về Việt Nam. Trước khi việc hồi hương diễn ra, công tác chuẩn bị cần được thực hiện với thi thể. Đầu tiên đó là ướp bảo quản thi hài nhằm làm chậm quá trình phân hủy của thi thể. Sau đó một quan tài được tráng kẽm, điều này thường được yêu cầu khi đưa một thi thể ra nước ngoài. Và điều chỉnh kích thước quan tài nếu cần thiết để phù hợp cho việc vận chuyển trên máy bay. Và cuối cùng là gói quan tài phù hợp. Điều này phụ thuộc vào quốc gia nơi thi thể được chuyển tới, nhưng thường các yêu cầu như gói quan tài trong bao vải bố. Việc đưa thi thể các nạn nhân tại Anh về Việt Nam phải qua nhiều quá trình phức tạp như vậy, nhưng về chi phí cũng không hề thấp. Hầu như các gia đình đang nghi ngờ người thân của mình là một trong 39 nạn nhân chết tại Anh đều đang rất lo lắng vì không biết hồi hương của một thi thể từ Anh về thì tốn bao nhiêu tiền.
Chi phí hồi hương thi thể từ Anh về Việt Nam phụ thuộc vào một số yếu tố, chẳng hạn như nơi chuyển thi thể tới hay các yêu cầu của gia đình liên quan tới quan tài chứa thi thể. Khó có thể biết được chi phí cụ thể nhưng thường sẽ dao động từ mức 2.000 cho đến 4.000 bảng Anh, tức là từ 60 triệu đến 120 triệu đồng. Và thời gian chính xác để đưa thi thể từ Anh về Việt Nam còn phụ thuộc rất nhiều yếu tố khác, ước tính trung bình mất khoảng 2 tuần lễ để tổ chức hồi hương một thi thể. Trên đây là quá trình thủ tục để đưa thi thể từ Anh về Việt Nam, quả thật tốn rất nhiều công sức, thời gian và tiền bạc. Bởi vậy, ngoài việc đau lòng vì người thân đã qua đời trong một cuộc di dân bất hợp pháp thì gia đình nạn nhân còn phải lo lắng thêm việc chạy đâu ra tiền để đưa con về. Chính bởi thế thấu hiểu những khó khăn đó, cho nên ngay khi cảnh sát SS thông báo có thể 39 nạn nhân chết tại Anh đều là người Việt Nam, thì Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh đã ra thông cáo báo chí. Đại sứ quán vô cùng đau buồn trước những phát hiện ban đầu của cảnh sát tại hạt Essex rằng trong số các nạn nhân thiệt mạng trong xe tải ngày 23 tháng 10 tại Essex, Vương quốc Anh có thể có công dân Việt Nam. Việc xác định danh tính cụ thể các nạn nhân cần được tiến hành và xác nhận bởi các cơ quan hữu quan của Việt Nam và Vương quốc Anh. Chúng tôi cũng gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình của các nạn nhân. Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh sẽ hợp tác chặt chẽ với các cơ quan hữu quan của Việt Nam và Vương quốc Anh để hỗ trợ gia đình các nạn nhân Việt Nam nếu có, để đưa thi thể của các nạn nhân về Việt Nam. Chúng tôi cực lực lên án các hành động vô nhân tính của những kẻ buôn bán người nhập cư bất hợp pháp. Những hành động này đã gây ra một số thảm kịch cho các nạn nhân và gia đình của họ. Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Vương quốc Anh để đưa những kẻ tội phạm ra trước công lý và tìm kiếm những biện pháp hữu hiệu để ngăn ngừa những thảm kịch tương tự có thể xảy ra trong tương lai. Hiện tại, theo thông tin ghi nhận được, các cơ quan chức năng Anh đã xác định được danh tính khoảng 10 nạn nhân và gia đình được thông báo là người thân của mình nằm trong số 39 người chết tại Anh, chỉ mong được hỗ trợ đưa con về nhà. Cụ thể là ngày 31 tháng 10, chị Nguyễn Thị Oanh, con gái ông Nguyễn Văn Ái, ngụ ở xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, bất ngờ nhận được cuộc điện thoại từ một người phiên dịch ở Anh gọi về cho biết. Cảnh sát Anh phát hiện ra số điện thoại này trên người một nạn nhân tử vong trong container ở Anh và muốn xác minh thân nhân của người bị nạn. Sau đó, một người cháu của gia đình chị Oanh đang sống ở Anh cũng gọi về báo tin dữ rằng anh N, 33 tuổi, con trai của ông Ái đã tử nạn. Kể từ hôm đó, vợ chồng ông Ái gần như ngã quỵ. Bà Nguyễn Thị Mai, vợ của ông Ái cho biết, vào tháng 11 năm 2016, anh N vay 350 triệu đồng để qua Đức lao động. Đến giữa năm 2019, anh N gọi điện về cho gia đình thông báo sẽ qua Anh để làm việc. Vì thu nhập ở Đức rất bấp bênh, trước khi từ Đức qua anh N nộp tiền cho môi giới 150 triệu đồng để được đưa qua Pháp rồi sang Anh. Chiều ngày 22 tháng 10, anh N từ Pháp gọi điện về cho gia đình báo tin bắt đầu sang Anh và bảo bố mẹ chuẩn bị thêm 350 triệu đồng nữa để nộp cho người môi giới. Nếu sang được Anh thì anh N sẽ gọi điện về và cung cấp số tài khoản của người môi giới để bố mẹ nộp tiền vào. Đó cũng là cuộc gọi cuối cùng của anh N về cho gia đình. Anh N đã có vợ và hai con nhỏ. Vợ anh N là chị Đặng Thị Quyên, mới sang Nhật được khoảng một tháng. Nghe tin chồng mất, chị Quyên đã ngã quỵ, đòi quay về nhà. Vợ chồng nó đều vay mượn tiền để đi nước ngoài. Giờ chồng mất, con dâu cũng vừa qua Nhật, nên nếu quay về thì không biết lấy tiền đâu để trả cho ngân hàng. Vợ chồng tôi cũng đang nợ lúc đầu, nếu phải sang Anh đưa thi thể con về thì không biết xoay sở đâu ra. Gia đình tôi mong nhà nước tạo điều kiện sớm đưa thi thể con về cho gia đình để tổ chức mai táng, bà Mai nói trong nước mắt. Trước đó, tối ngày 11 tháng 1, nhiều gia đình ở Hà Tĩnh nhận điện thoại từ Anh thông báo con họ nằm trong số 39 người chết trong container tại hạt Essex hôm 23 tháng 10. Ông Nguyễn Đình Gia, trú tại xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc cho biết, một phiên dịch Việt Nam gọi điện thoại từ Anh về, nói đang ngồi với cảnh sát Anh. Phía cảnh sát muốn đối chiếu một số thông tin về con trai ông là Nguyễn Đình Lượng, 21 tuổi, được gia đình báo mất tích ở Anh. Sau khi hỏi lý lịch, tên tuổi của anh Lượng cùng các thành viên trong gia đình, đầu dây bên kia thông báo Nguyễn Đình Lượng là một trong 39 nạn nhân tử vong trong xe container, thi thể đang được bảo quản tại Anh. Ông Gia gặng hỏi thêm nhiều lần nữa xem có đúng Lượng là nạn nhân, họ đáp, chính xác. Tôi hỏi họ khi nào thì đưa được thi thể Lượng về Việt Nam. Phiên dịch viên sau khi hỏi cảnh sát Anh đã thuật lại câu trả lời là cần thêm thời gian, có thể lâu, chưa thể trả lời được. Ông Gia kể, từ hôm Lượng mất tích, gia đình ông Gia đã xác định tư tưởng con trai lành ít dữ nhiều. Nhưng tối qua khi nhận được điện thoại từ phía Anh thông báo chính thức, ai cũng suy sụp, nói không thành tiếng, thức xuyên đêm.
Ông Gia nói và cho biết gia đình lo chi phí đưa thi thể về Việt Nam có thể rất lớn, nằm ngoài khả năng chi trả. Gia đình muốn được đưa thi thể con trai về nước càng sớm càng tốt để các thành viên có thể nguôi ngoai nỗi đau. Chứ như ngồi nhà chờ đợi như thế này thì rất nóng ruột, xót xa. Mong các nhà chức trách Việt Nam và Anh thỏa thuận để đưa ra phương án khả thi nhất. Bên cạnh đó, tại nhà riêng ở thị trấn Nghèn thuộc huyện Can Lộc, tối ngày 1 tháng 11, ông Phạm Văn Thình, 55 tuổi, cũng được phiên dịch viên cùng nhà chức trách Anh gọi điện thông báo. Nhiều khả năng con gái ông, Phạm Thị Trà My, 26 tuổi, là một trong 39 nạn nhân được phát hiện tử vong trong container. Họ sợ chúng tôi sốc, nên nói là có khả năng. Trên thực tế, gia đình khẳng định chắc chắn đó là Trà My. Tôi hỏi họ chi phí đưa thi thể về, bao lâu thì về tới Việt Nam, nhưng phía Anh từ chối trả lời. Ông Thình kể lại và cho hay gia đình đã lập bàn thờ để hy vọng lo hương khói cho Trà My. Cách nhà ông Thình khoảng 10 km là nhà của ông Võ Nhân Quế, trú ở xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, bố anh Võ Nhân Du, người cũng được trình báo mất tích tại Anh. Ngồi gục giữa sân nhà, ông Quế nói tối qua, nhận điện thoại từ anh thông báo, Du là nạn nhân trong xe container, mọi người ai cũng suy sụp, hoang mang. Con trai được người môi giới địa phương thỏa thuận đưa sang Anh, chi phí là 800 triệu đồng. Hồi tháng 6, Du bay sang Đức ở 15 ngày, sau đó lại sang Pháp lưu trú 3 tháng. Ngày 22 tháng 10, nói gọi điện thoại báo chuẩn bị lên đường sang Anh, nhưng rồi bật vô âm tín. Ông Quế nói, hiện ở Hà Tĩnh có 10 trường hợp gia đình các nạn nhân có con mất tích ở Anh. Họ đến từ xã Thiên Lộc, Vĩnh Lộc, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, phường Đầu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh, xã Cương Giáng, huyện Nghi Xuân. Tại Nghệ An, ông Nguyễn Đình Sắc, 65 tuổi, xã Đô Thành, huyện Yên Thành, ngồi bất thần trên chiếc ghế nhựa ở sân, nói rất sốt ruột sau khi cảnh sát Anh thông báo có người Việt Nam tử vong trong container. Từ ngày 23 tháng 10 đến nay, gia đình chưa nhận được thông tin con trai Nguyễn Đình Tử mất tích từ cơ quan chức năng. Trường hợp xấu nhất, con trai là nạn nhân thì mong mỏi lớn nhất của gia đình là cơ quan chức năng hỗ trợ đưa thi thể con tôi về càng sớm càng tốt. Sự việc kéo dài nhiều ngày khiến cho mọi người kiệt sức, cũng vì miếng cơm manh áo mà con cái mới đánh liều để tìm đường lao động. Ông Sách bỏ lỡ câu nói. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đưa ra bên hành lang Quốc hội sáng ngày 4 tháng 11 liên quan tới hướng hỗ trợ gia đình nạn nhân trong vụ 39 người chết trong container. Bộ trưởng Công an cho biết sau khi xác nhận, chính phủ sẽ bằng biện pháp nhanh nhất để đưa thi hài các nạn nhân về nước theo đúng pháp luật của Anh, Việt Nam cũng như tập tục quốc tế. Bộ trưởng Lâm tiết lộ thêm rằng, đoàn công tác của Bộ Công an mang theo đầy đủ các tài liệu cần thiết sang Anh để đối chiếu với nước bạn và sớm nhất là 15 giờ chiều ngày 4 tháng 11 mới có thông báo về. Sự việc đang dần được sáng tỏ. Tuy đây là nỗi mất mát không ai mong muốn, nhưng hy vọng rằng danh tính các nạn nhân sớm được xác định để họ sớm được đưa về quê hương. Đồng thời cũng mong các cơ quan nhà nước hai bên Việt Nam và Anh cũng như các mạnh thường quân cùng nhau chung tay giúp đỡ đưa thi thể 39 nạn nhân này về với gia đình, cầu mong cho các nạn nhân sớm được đưa về với đất mẹ quê hương.